Phía Hoa hậu Ý Nhi lên tiếng sau khi cô có phát ngôn gây tranh cãi về bạn trai 6 năm. Chuyện tình của Hoa hậu Ý Nhi và bạn trai 6 năm nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Thời gian qua, thông tin Hoa hậu Ý Nhi đăng quang cuộc thi Miss World 2023 đã thu hút đông đảo sự quan tâm từ khán giả. Tuy nhiên, việc cô nàng công khai đã có bạn trai 6 năm cũng gây xôn xao không kém. Bên cạnh những lời chúc phúc cho cả hai, cũng không ít khán giả cho rằng cặp đôi khó có một cái kết viên mãn vì khá chênh lệch nhau ở hiện tại. Ý Nhi từng gây bất ngờ khi công khai mối tình 6 năm. Sau khi bị bàn tán về chuyện tình cảm, mới đây, phía công ty quản lý của Ý Nhi đã có những chia sẻ đáng chú ý. Cụ thể, bà Phạm Kim Dung mong muốn mọi người sẽ tôn trọng sự riêng tư của nàng hậu, đồng thời chỉ nên tập trung và nhớ đến cô nhiều hơn thay vì hỏi nhiều đến bạn trai của Ý Nhi là anh Kiệt. Cụ thể, bà Trùm Hoa hậu chia sẻ, tôi nghĩ mọi người đang quan tâm đến mối tình giữa Ý Nhi và bạn trai vì mối tình học trò ấy khá dễ thương. Tuy nhiên, tôi nghĩ Ý Nhi chỉ nên chia sẻ nhiêu đó thôi để tôn trọng sự riêng tư cũng như cuộc sống cá nhân cho cả hai. Còn lại, mọi người nên tập trung những việc Hoa hậu Ý Nhi đã, đang và sẽ làm để xây dựng hình ảnh của mình trong mắt công chúng được hoàn hảo hơn với tư cách là Miss World Việt Nam 2023. Thế nên, tôi mong mọi người hãy tạm quên bạn anh Kiệt đi. Hãy nhớ đến Ý Nhi thôi, vì bạn còn hành trình rất dài, không phải chỉ là một năm đương nhiệm mà bạn sẽ còn tham gia Miss World 2024 và nhiều sứ mệnh khác nữa. Hoa hậu Ý Nhi năm nay mới 21 tuổi, bạn còn một không gian rất dài và xa cho nên mọi người hãy đặt cho bạn nhiều thách thức, kỳ vọng hơn là việc quan tâm chuyện tình cảm của bạn với anh Kiệt. Tuy nhiên, tôi vẫn chúc cho Ý Nhi và anh Kiệt sẽ luôn hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau trên con đường hoạt động nghệ thuật của Ý Nhi và sự nghiệp kiến trúc của anh Kiệt để cùng nhau tạo nên bản vẽ hoàn hảo cho cuộc sống. Chuyện tình của Ý Nhi và bạn trai bị nhiều người bàn tán. Trước đó, Hoa hậu Ý Nhi gây tranh cãi với phát ngôn mong muốn bạn trai mình sẽ tiến bộ. Tôi hiện tại đã ở một cương vị mới, thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2-3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai vẫn giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân tôi mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình. Tôi nghĩ rằng tình yêu sẽ là động lực để bạn trai thay đổi vì tôi, chứ không phải vì tôi mong muốn mà bạn trai làm điều đó. Nếu bạn trai ít hoặc không thay đổi thì tôi vẫn sẽ ủng hộ và tôn trọng bạn. Tôi nghĩ đây là một vấn đề mà mọi người quan tâm nên hy vọng mọi người đừng đặt nặng lên bạn trai. Bạn là người bình thường thôi, mọi người hãy đặt sự chú ý vào tôi. Hiện tại, cô đang là nàng hậu nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.